Chào mừng cả nhà đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Quan chức NATO xin lỗi vì gợi ý Ukraine nhượng lãnh thổ. Quan chức NATO Jensen xin lỗi vì lời nói Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để được kết nạp liên minh khiến Kiev phẫn nộ. Bình luận tôi đưa ra khi đó nằm trong một cuộc thảo luận lớn hơn về các kịch bản tương lai ở Ukraine. Tôi không nên nói như vậy, đó là một sai lầm. Tian Jensen, chánh văn phòng tổng thư ký NATO, nói với tờ Vengegaard của Na Uy ngày 16 tháng 8. Một ngày trước đó, Vengegaard dẫn lời quan chức này tại phiên thảo luận ở thành phố Andendan, Na Uy về khủng hoảng Ukraine. Jensen gợi ý Ukraine có thể gia nhập NATO nếu nhượng một phần lãnh thổ cho Nga. Lưu ý ông không phải là người đầu tiên nêu ra giải pháp này và Kiev nên tự quyết định thời gian, điều kiện họ muốn đàm phán. Chánh văn phòng tổng thư ký NATO nhấn mạnh rằng nếu các cuộc thảo luận nghiêm túc về hòa bình diễn ra, thế trận khi đó bao gồm ai đang kiểm soát khu vực nào sẽ có ảnh hưởng quyết định. Chính vì lý do này, điều quan trọng là chúng ta cần hỗ trợ người Ukraine những gì họ cần, theo Jensen. Giới chức Ukraine ngày 15 tháng 8 phẫn nộ với bình luận của Jensen. Mykhailo Podolyak, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã bác bỏ, mô tả đề xuất của ông Jensen là lố bịch. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleh Nikolenko chỉ trích đề xuất của quan chức NATO là hoàn toàn không thể chấp nhận. NATO đã ra tuyên bố vào tối cùng ngày để xoa dịu căng thẳng. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine tới khi nào cần thiết và cam kết hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Lập trường của liên minh rất rõ ràng và không thay đổi, người phát ngôn NATO nói. Tổng thống Zelensky tháng 9 năm 2022 ký đơn xin gia nhập NATO, yêu cầu liên minh nhanh chóng kết nạp Ukraine. Các thành viên NATO chia rẽ về đề nghị của Ukraine, với một số nước lo ngại động thái có thể đẩy liên minh đến gần một cuộc xung đột với Nga. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius, Litva, hồi tháng 7, các lãnh đạo NATO nhất trí sẽ mời Ukraine gia nhập liên minh quân sự khi các điều kiện nhất định được thỏa mãn. Những điều kiện đó là gì không được nêu rõ ràng, dù các quan chức NATO từng chỉ ra nó gồm cải cách chính trị và pháp quyền cùng chấm dứt xung đột với Nga. Tin kế tiếp, siêu tàu sân bay Mỹ áp sát cửa ngõ Biển Đen. Siêu tàu sân bay Zara-4 đang hoạt động gần Hy Lạp, cửa ngõ Biển Đen, dường như nằm tăng sức ép với Nga về hỏa tầng ngũ cốc. Trong cuộc họp báo ngày 16 tháng 8, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh kêu gọi Nga quay lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen và tuân thủ cam kết về việc đảm bảo an toàn cho tàu thuyền vận chuyển lương thực đi qua vùng biển này. Dù vậy, bà thừa nhận Mỹ không có bất cứ tàu chiến nào hoạt động tại Biển Đen ở thời điểm này. Rick Osborne, chuyên gia quân sự tại Trung tâm Hiện đại hóa quân đội Warrior Marvin, người từng là chuyên viên làm việc cho Lầu Năm Góc, cho rằng Mỹ không có ý định đối đầu với hải quân Nga tại Biển Đen, do Washington muốn tránh một cuộc xung đột quy mô lớn với Moscow. Tuy nhiên, Mỹ đang triển khai siêu tàu sân bay USS Zara-4 ngay cửa ngõ Biển Đen, dường như nhằm tăng sức ép với Nga. Tàu USS Zara-4 cùng các chiến hạm hậu tống gồm khu trục hạm USS Roosevelt, tuần dương hạm USS Normandy và tàu tiếp vận hậu cần USNS Leroy Grumman, cũng như tàu hộ vệ tên lửa Albino của Hải quân Italy tiến vào Địa Trung Hải ngày 15 tháng 6, đánh dấu sự trở lại của tàu sân bay Mỹ tại khu vực này sau 2 tháng. Tàu USS Zara-4 đang tiến hành các cuộc tập trận chung với Hải quân Hy Lạp tại khu vực cách trung tâm Biển Đen chỉ hơn 800 km. Đây được coi là động thái mang tính chiến lược của Washington, trong bối cảnh nước này thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì thương mại từ vùng biển, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Theo Osborne, hoạt động của tàu USS Zara-4 có thể hành động răn đe của Mỹ sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Trong trường hợp khẩn cấp, các chiến đấu cơ trên tàu USS Zara-4 như F-35C có thể sẵn sàng xuất kích tới Biển Đen. Nếu được tiếp liệu trên không, chúng có thể bay tới khu vực bờ biển gần Ukraine và Nga, chuyên gia này nói.
Chuyên gia này cho rằng sự hiện diện của USS Serapeh tại Địa Trung Hải sẽ giúp Mỹ có thể huy động lực lượng bảo vệ khu vực bờ biển phía nam Ukraine trong trường hợp cần thiết, cũng như triển khai các phương tiện trinh sát, thu thập thông tin tình báo để hỗ trợ việc Kiev thực hiện các cuộc tập kích vào bán đảo Crimea. Theo ông, sự hiện diện của khí tài chiến lược như tàu sân bay USS Serapeh ngay cửa ngõ Biển Đen sẽ khiến Nga phải cân nhắc kỹ lưỡng nếu muốn tiến hành bất cứ động thái tấn công nào bằng vũ khí hạt nhân chiến thực hoặc thực hiện các hành động quyết liệt hơn trên vùng biển phía nam Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev gần đây liên tục đưa ra những lời đe dọa về vũ khí hạt nhân khi Ukraine tăng cường chiến dịch phản công. Tàu chiến Nga tuần trước cũng nổ súng bắn cảnh cáo một tàu chở hàng treo cờ Ba Lao ở Tây Nam Biển Đen khi nó trên đường tới Ukraine. USS Serapeh là tàu sân bay lớn nhất thế giới với chiều dài 337 mét, có thể chở 75 phi cơ và thủy thủ đoàn lên đến hơn 4.500 người. Mỹ thường xuyên triển khai các siêu tàu sân bay tới những khu vực có tầm quan trọng chiến lược nhằm biểu dương sức mạnh trên biển và bảo vệ lợi ích của nước này hoặc đồng minh. Tin tiếp theo, tính toán của Ukraine khi tung lữ đoàn thiện chiến nhất vào trận. Việc đưa lữ đoàn 82, đơn vị thiện chiến nhất, tham gia chiến dịch phản công cho thấy Ukraine đang muốn tung đoàn quyết định để phá phòng tuyến Nga. Tài khoản Zaplon trên Telegram chuyên đăng tư liệu về lực lượng Nga hôm 16 tháng 8 công bố video ít nhất 3 chiếc thiết giáp Stryker của quân đội Ukraine bốc cháy trên chiến trường, dường như giao trúng tên lửa chống tăng dẫn đường và bị máy bay không người lái UAV tập kích. Hình ảnh được các tài khoản ủng hộ quân đội Ukraine chia sẻ cũng cho thấy một xe tăng Challenger 2 được lắp lưới chống UAV trên nóc tháp pháo cùng nhiều tấm giáp lồng ở mặt trước và bên sườn đã tham chiến. Giới chuyên gia phương Tây nhận định đây là những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy lữ đoàn xung kích đường không 82, đơn vị thiện chiến nhất của quân đội Ukraine, đã bắt đầu tham chiến sau thời gian ém mình và giữ vai trò dự bị chiến lược cho chiến dịch phản công. Lữ đoàn 82 có quân số khoảng 2.000 người, được trang bị những khiến tài hiện đại nhất trong biên chế Ukraine, gồm 14 xe tăng chủ lực Challenger 2 cho Anh cung cấp, 90 xe thiết giáp Stryker của Mỹ và 40 xe chiến đấu bộ binh Marder được Đức viện trợ. Trong gần 2 tháng rưỡi, Ukraine tiến hành phản công quy mô lớn, lữ đoàn 82 và lữ đoàn xung kích đường không số 46 hoàn toàn không xuất hiện trong bất cứ trận đánh nào. Hai đơn vị tinh nhuệ này được quân đội Ukraine gìn giữ nhằm đảm bảo có lực lượng mạnh nhất để tung ra đòn quyết định khi thời cơ xuất hiện. Việc tung lữ đoàn này vào và tham chiến và sẽ giúp Kiev tăng cường đáng kể năng lực tiến công ở làng Rabotino, một trong những trục chính của cuộc phản công tại tỉnh Zaporizhia, miền nam Ukraine. Lữ đoàn 82 ra quân vừa là tin tốt, vừa là tin xấu đối với chiến dịch phản công được Ukraine triển khai suốt hơn 2 tháng qua. Chuyên gia quân sự David S. viết trên Forbes. X cho rằng sự xuất hiện của lữ đoàn 82 gần Rabotino là dấu hiệu cho thấy Ukraine đang cố gắng khoét lỗ hổng và tạo đột phá vào phòng tuyến Nga tại khu vực này. Với uy lực của xe tăng Challenger 2 và sức cơ động của xe chiến đấu bộ binh chuẩn NATO, lữ đoàn 82 được đánh giá là rất phù hợp với nhiệm vụ tiến quân chớp nhoáng nhằm giành lãnh thổ từ tay đối phương. Về lý thuyết, lữ đoàn này sở hữu đội hình tối ưu cho nhiệm vụ xuyên phá, mở rộng lỗ hổng trong đồng tuyến đối phương. Bình luận viên Stefan Kosak viết trên tờ Kiev Post của Ukraine hồi tháng 5. Ukraine đang tăng cường đáng kể sức mạnh chiến đấu trên hướng Rabotino, nhưng điều này chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn. Nếu lực lượng Nga giữ vững trận địa và vượt qua được giai đoạn này, họ có thể mở cuộc phản công ngược vào những khu vực do đối phương kiểm soát, xóa sổ những gì mà lực lượng tinh nhuệ của Ukraine giành được trước đó, X nêu quan điểm. Bản tin thứ tư, thách thức khi nhận diện nạn nhân cháy rừng Hawaii. Điều kiện tìm kiếm khó khăn cùng nhiều thi thể bị cháy đen gây nhiều khó khăn với nỗ lực xác định danh tính của những người thiệt mạng trong bão lửa Hawaii. Hơn một tuần sau khi trận cháy rừng thảm khốc quét qua thị trấn Lahaina trên đảo Maui thuộc quần đảo Hawaii của Mỹ, số người chết vẫn chưa được thống kê rõ ràng. Gia đình của khoảng 1.300 người mất tích đang lo lắng chờ đợi những chú chó tìm kiếm tử thi lùng sục khắp khu vực quan toàn như vùng chiến sự sau cháy rừng. Thống đốc Hawaii John Green tối 16 tháng 8 cho biết ít nhất 110 người đã thiệt mạng trong vụ cháy và con số này dự kiến tăng lên trong những ngày tới. Ông Green cho hay có thể mất hơn một tuần nữa để thống kê được con số chính xác
và giới chức có thể phát hiện thêm 10 đến 20 thi thể mỗi ngày cho tới khi kết thúc chiến dịch tìm kiếm. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 3 nạn nhân thiệt mạng được xác nhận danh tính, theo Adam Westrow, giám đốc truyền thông của cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp Hawaii. Chuyên gia nhận dạng nạn nhân nói quá trình xác nhận danh tính người thiệt mạng ở thị trấn Lahaina có thể mất vài tháng, thậm chí vài năm. Cả việc tìm kiếm và xác định danh tính đều đối diện thách thức rất lớn do mức độ tàn phá của thảm họa cháy rừng và tình trạng thi thể được tìm thấy. Ngọn lửa dữ dội được ví như đèn khò khổng lồ xé toạc thị trấn, kết hợp với các vật liệu dễ cháy trong nhà như gỗ, thảm, đã khiến thi thể nhiều nạn nhân mắc kẹt cháy thành than. Một số người thiệt mạng trong ô tô mắc kẹt trên đường, nơi đám cháy khốc liệt đến mức nung chảy của khoang máy. Cảnh sát hạt Maui cho hay họ đã tìm kiếm được khoảng 38% diện tích bị cháy ở Lahaina. Toàn bộ khu vực hiện trường được niêm phong để các đội tìm kiếm làm việc, trong khi những người sống sót càng ngày càng sốt ruột và giận dữ khi giới chức không cho phép họ quay lại nhà để kiểm tra và thu dọn đồ đạc. Cảnh sát trưởng hạt Maui John Bellestio cho hay một người đã bị bắt với các cáo buộc xâm nhập khu vực cấm, và ông cũng kêu gọi người dân kiên nhẫn để tạo thuận lợi cho quá trình tìm kiếm, nhận diện thi thể nạn nhân đã thiệt mạng. Nếu các bạn vào đó lúc này, thứ bám trên quần áo các bạn không chỉ là tro bụi mà đó là những người thân yêu của chúng ta, ông nói. Daniel Bodini, phó giáo sư sinh học phân tử tại Đại học Roosevelt, Washington, cho hay nỗ lực thu thập thi thể sau vụ cháy dữ dội như vậy là phần phức tạp nhất. Các điều tra viên sẽ phải cẩn thận xác định thi thể người giữa đống tro tàn hỗn loạn, tìm cách thu được mẫu ADN nếu có thể, tạo cơ sở dữ liệu cho tất cả người thân của người mất tích, sau đó đối chiếu kết quả mẫu ADN với cơ sở dữ liệu, Bodini nói. Dù vậy, ông Marciano nói quá trình này cũng không thể diễn ra nhanh chóng. Nó sẽ kéo dài nhiều tuần và thậm chí tôi dự đoán là nhiều tháng, tùy thuộc vào nguồn lực hỗ trợ, ông nói. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin khá là hay và hấp dẫn luôn nha cả nhà. Và bây giờ, để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Hawaii nêu lý do không kích hoạt còi báo động cháy rừng. Chỉ huy cơ quan khẩn cấp Maui cho biết họ đã không kích hoạt còi báo động cháy rừng do nó có thể khiến người dân chạy về nơi nguy hiểm. Homa Adanya, chỉ huy cơ quan ứng phó khẩn cấp hạt Maui ngày 16 tháng 8 cho biết còi báo động ở Hawaii thường được sử dụng để cảnh báo người dân về sóng thần. Kích hoạt còi trong tình huống hỏa hoạn có thể khiến người dân sơ tán về phía có nguy hiểm. Người dân đã được tập luyện để tìm kiếm khu vực cao hơn khi còi báo động vang lên, ông Adamya nói tại cuộc họp báo. Các vụ cháy rừng trên đảo Maui bắt đầu bùng phát ngày 8 tháng 8, lan xuống chân núi và thiêu rụi thị trấn nghỉ mát Lahaina ở phía Tây. Ít nhất 110 người đã thiệt mạng, khoảng 2.200 ngôi nhà bị hư hại. Nếu kích hoạt còi đêm đó, chúng tôi sợ là người dân sẽ đến sườn núi, đồng nghĩa chờ vào giữa ngọn lửa, theo ông Adamya. Adamya cho biết vị trí các còi báo động chủ yếu nằm ở gần bờ biển, nên chúng cũng không có tác dụng với người ở khu vực cao hơn. Thay vào đó, Maui dựa vào hai hệ thống cảnh báo khác, gồm gửi tin nhắn đến điện thoại người dân và phát thông điệp khẩn cấp trên truyền hình, sóng âm thanh. Ông Adamya trả lời, sau khi một phóng viên dẫn lại lời của những người sống sót, cho rằng hàng xóm và người thân họ lẽ ra không thiệt mạng nếu chính quyền phát cảnh báo trước khi ngọn lửa lan đến thị trấn. Phóng viên này còn đề cập thông tin cho rằng Adamya không có kinh nghiệm ứng phó tình huống khẩn cấp khi được bổ nhiệm hồi năm 2017, đặt câu hỏi ông có cân nhắc từ chức hay không. Thông tin tôi thiếu kinh nghiệm là không chính xác. Adamya phản hồi và nêu các vị trí từng đảm nhiệm có liên quan. Thị trưởng Maui Richard Bissen và thống đốc Hawaii John Green cũng đứng về phía ông Adamya. Thống đốc Green nói nếu nghe còi báo động, ông cũng nghĩ sắp có sóng thần. Ông đã chỉ đạo tổng công tố bang đánh giá kỹ về cách ứng phó tình huống khẩn cấp với sự tham gia của các điều tra viên, chuyên gia bên ngoài và nêu rõ đây không phải một cuộc điều tra hình sự. Điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm lúc này là học cách giữ bản thân mình an toàn hơn trong tương lai, ông Green nói. Wikiplab, công ty thu thập và phân tích dữ liệu lưới điện trên đảo Maui cho biết đã phát hiện hàng loạt sự cố lớn trên lưới điện chỉ vài giờ trước khi ngọn lửa bùng phát ngày 8 tháng 8. Một trong những sự cố đó có thể dẫn tới chớp lửa và cháy, giám đốc điều hành Bob Marshall nói.
Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình ngày hôm nay. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là nhấn nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Tròn Lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong live sắp tới sẽ được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ quý khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.